Cánh Sky nè, tao nói cho mày nghe nè, nói thật sự mày nghe á, mày là cái thằng rất là ngu. Tại vì thực ra con người á, nợ nần hay là làm những việc sai trái ai cũng có, ăn cắp bóc trộm ai cũng có. Tao đây tao nói thật sự mày á, nhiều khi tao còn nợ hơn gấp mấy lần mày. Tao nợ cả tiền tỏi. Hồi xưa mày hỏi chị Thu Tạ Thái Bình, chị là đầu gấu luôn ở Hà Nội, nói tao nợ chị cả tỏi. Mà mày hỏi tao đàng hoàng, chị chửi bới gì tao im không hề một lời nói. Đến khi có tao xin chị trả, tao trả không thiếu một đồng. Rất là nhiều anh em lớn ở Hà Nội biết là tất cả mọi anh hồi đó tao cái thời mà tao nói mày mày người ta biết đến tao á, thì hồi đó mày vẫn còn là cỡ chuồng tắm mưa. Tao nói với mày tầm cỡ mày á, mày hiểu không, chứ mày chỉ là những cái thằng mõm là giờ ấy thôi, mày hiểu chưa? Còn tao nói mày mày cứ kêu người này người ta bảo kê, mày thấy không, đi đò điện thoại rồi nhắn tin tao rồi nào. Tụi bố mày mày ra tới đất Bắc á, tụi mày lặng hết, mày hiểu không? Không có ai dám ấy cho mày đâu, chỉ là người ta ù lùng và người ta kiếm tương tác thôi. Cái tụi tao mày biết rồi, Đà Nẵng tao là ăn không ngồi rồi mà có tiền ăn ra mà. Mày thấy tụi tao có phải là dân buôn bán kinh doanh online đâu, mày thừa hiểu mày đúng không? Rồi tao chơi cái này tụi tao nổi tiếng, tao là người nổi tiếng cả cả nhiều năm mới rồi á, mà mày thấy tao có bao giờ mày thấy tao buôn hay là bán cái gì không? Không bao giờ có. Tao chơi là vì là niềm vui, chơi giống qua ngày tháng, tụi tao tiền thiếu gì, hiểu chưa? Đấy, tao nói cho mày á, đừng có dại, hiểu không? Mình đã sai, đã lỡ, là mình phải xin và im lặng. Im, cách tốt nhất là im. Đến khi nào mình người có thì mình hãy lên tiếng, còn không có thì mình cứ việc im, đừng có để mình ngu, hiểu chưa? Cái ngu mày mày ra đến các thủ đô có đứa nào dám, mày thấy có mày các chị em của mày ghê lắm, tò mò lắm, múa cho rố đi ra nó, mày quen được ai chú? Mày là lừa anh em phải tốn tiền xăng chạy ra tới ngoài Bắc của mày ấy, mày thấy không? Tao nói mày đừng có dại nha, anh nói là nói chân thành khuyên mày, mày tuổi cũng nít mà lớn mày, hiểu chưa? Lỡ rồi thôi, yên cái mỏ mình đi, đó là cái cách tốt nhất để con người mình hoàn thiện, mày hiểu chưa? Tại vì ai trong đời này cũng sai, tao thăng trầm nhiều rồi tao biết, đôi khi tao mà bị tao cũng phải là im lặng, người ta chửi tao sao tao cũng phải là phải lắng nghe, mày hiểu chưa? Không có trình bày được đó, không trình bày là cách tốt nhất để còn là cái nhân phẩm, mày hiểu chưa? Chứ cả anh đâu có phải là cả đời này mà đấy, tao nói thế là mày hiểu nghe chưa?